Vừa qua, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn về công tác lập dự toán, thanh quyết toán và kiểm tra việc chấp toán theo luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đại diện 130 đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã tham dự tập huấn. Căn cứ vào quyết định được giao, hàng năm các đơn vị thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm các sở công thương, các trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng lên kế hoạch xây dựng dự toán thực hiện, ký hợp đồng thực hiện với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, các thủ tục lập dự toán, thanh quyết toán vẫn hạn chế do đơn vị chưa nắm và hiểu rõ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, dẫn đến áp dụng chưa đúng. Theo ý kiến của đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng, các đơn vị cần bám sát quyết định Bộ Công Thương giao, áp dụng các thông tư, nghị định hiện hành để xây dựng dự toán. Trong quá trình thực hiện, đơn vị phải bám sát văn bản hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015. Tại buổi tập huấn, các chuyên viên của Tổng cục Năng lượng đã hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng, giải đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của đơn vị.